Mời quý vị quay trở lại với kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ, kênh chuyên test giới thiệu một số mặt hàng loa bãi chuyên dòng loa châu Âu là chính. Hôm nay giới thiệu đến quý vị đôi loa Kenwood dòng này của Nhật. Em lấy dòng loa Nhật là một số dòng loa nó phải hầm hố, nói chung nó phải độc đáo một chút em sẽ lấy, còn đa số là loa châu Âu, loa Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Đức. Hôm nay giới thiệu đến quý vị đôi loa Kenwood ZL988AV. Dòng loa này thiết kế với một bát 30, một trung 3 tép. Đây, em quay gần lại cho quý vị theo dõi cho nó dễ. Đây là đôi loa Kenwood ZL988AV. Đấy, cho quý vị công suất tối đa của em nó là 180W một loa. Tổng đôi loa này 360W. Thiết kế với lại ba loa tép giấy thành một hàng bên này. Phía dưới đây là con bát là bát 30, gân mút. Em nó dùng gân mút nhá. Con trên này là gân loa chung cũng gân mút bằng giấy. Về phía sau của loa, đây thùng vách loa phía sau còn rất là đẹp. Nó rất đẹp luôn. Không bị vỡ nở bung ở đâu. Em báo luôn giá thành cho quý vị nhé, để quý vị tham khảo luôn từ đầu clip đến cuối clip để nắm giá cho dễ. Giá của đôi loa này là 11.900.000. 11.900.000. E căng có đầy đủ, tất cả e căng hoàn thiện đầy đủ nhé. E căng có đầy đủ. Sau đây mời quý vị đến với bản test của loa, sau đó sẽ giới thiệu về kích thước. Đây em quay gần cho quý vị loa hai bên, hình thức chất lượng rất là đẹp. Con này trở kháng 8 ohm quý vị ạ, trở kháng 8 ohm nhé. Không nhiều bác hỏi. Công suất tối đa 180W, trở kháng 8 ohm. Trở kháng của nó 8 ohm. Nó là cái trở kháng tầm trung, rất dễ ghép cho tất cả các loại âm ly rồi. Sau đây mời quý vị đến với một bản test của bác nhà nông hát bài thư cho vợ hiền. Trai anh đã tìm ra chiều, còn những
chiều ngang của loa là 37,6 phân. Chiều cao em nó 1m04. À, chiều sâu chiều ngang, gọi là chiều ngang. Chiều sâu là 31 phân. Chiều 31 phân. Em nó thì cặp thì chuyển dòng nhạc khác cho thay đổi nhạc. Thay đổi nhạc khác cho mỗi người thử một loại dòng nhạc nó khác nhau. Chứ không bảo cứ thử một loại nhạc nó không thoải mái. Nhạc có thể chọn trên điện thoại đẩy lên. Rồi, chuyển sang dòng nhạc khác. Chật một kho, không có chỗ nào đi nữa.
Và nhiều lắm, A97 rất là nhiều. Đánh quá hay luôn. Em xin phép được tạm dừng cái clip ở đây. Giới thiệu đấy là quý vị clip vừa qua là đôi Kenwood ZL988AV. Dòng này là kích thước em đã báo hết cho quý vị rồi. Giá của em nó là 11.900.000. Quý vị nào có nhu cầu alo. Em cảm ơn.